Chào các em, thì hôm nay chúng ta sẽ học cái cách mà tạo một cái USB boot bằng phần mềm Rufus. Thì chúng ta có thể lên trên mạng, chúng ta tìm một phần mềm Rufus mới nhất, là có thể search tìm một phần mềm này. Chúng ta tải cái phần mềm Rufus này xuống và bản 3.1 này, 3.11 này, và chúng ta tải xuống và chúng ta sẽ thực hiện. Thì ở đây thì thầy đã tải một cái xuống ngay đây. Ta thấy ở đây nó có một cái bảng gọi là bảng 3.11. Thì khi mà tải xuống thì chúng ta có thể bật nó lên và chúng ta sẽ tạo một cái USB boot. Thì ở đây trong cái bài này thì thầy sẽ tạo cho chỉ cho mọi người cách tạo một cái USB boot để cài Windows 7. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ chuẩn bị một cái file ISO Windows 7 ở đây. Chúng ta phải chuẩn bị một cái file ISO Windows 7 ở đây. Và chúng ta sẽ tiến hành thiết lập cái hệ điều hành Windows 7 trên cái USB này. Đây là cái bài mà tạo USB boot. Rồi, để bắt đầu thì chúng ta sẽ vào phần download và chạy cái này. Thì ở đây thì đã chạy sẵn ở đây rồi. Thì sau đó ở đây chúng ta sẽ chọn cái file ISO mà chúng ta muốn tạo. Ở đây open. Rồi, lưu ý cái tạo USB boot thì tùy theo chúng ta có thể chọn kiểu phân vùng. Nếu hiện tại có hai kiểu phân vùng, một là kiểu phân vùng mà BR, một là kiểu phân vùng là GBT. Thì những cái Win sau này, những cái máy tính sau này thì nó sử dụng cái kiểu phân vùng là GBT. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn cái file hệ thống, dạng file hệ thống là NTFS, và chúng ta sẽ tiến hành bấm vào đây. Và chúng ta có thể đặt, chúng ta nhìn thấy đây là cái tên thiết bị, chúng ta bấm vào đây và chúng ta có thể nhấn OK, và chúng ta sẽ chờ nó tạo một cái USB boot để dùng để cài hệ điều hành. Trong khi chờ thì chúng ta có thể bấm tạm dừng. Chúng ta thấy ở đây nó đang chạy, chúng ta sẽ chờ. Trong khi chờ nó chạy thì thầy cũng giới thiệu sơ qua, chúng ta có thể lên cái trang web này. Trang web này của thầy vào phần trong khi chờ đợi nó đang chạy thì chúng ta có thể vào cái trang web của thầy. Chúng ta vào cái mục là kiến trúc máy tính ha. Thì chúng ta vào cái mục này thì nó sẽ có những cái link mà để cài Win 7, link VMware hay là link để test cái USB có cái boot được hay không, và phần mềm mà tạo USB boot ở đây. Chúng ta có thể tải những cái này xuống để chúng ta test ha. Những cái link này bị hỏng, đang nhớ bấm vào đây. Đó. Link này để sẽ kiểm tra lại. Chắc là link bị nhiễm virus gì đó. Thì cái phần mềm test này thì nó chính là cái phần mềm chính là một cái phần mềm này. Phần mềm chúng ta có thể tìm cái phần mềm là QE menu boot tester để test cho USB mình nó có chạy được hay không. Là nhớ nha.
À, thì cái link này lại thầy gửi chắc là nó bị nhiễm virus và nó chặn rồi. Thì chúng ta nhớ là ta lên mạng ta tìm cái phần mềm tên giống như vậy để chúng ta test cái USB. Hiện tại nó đang chạy, nó sắp hoàn thành cái việc mà tạo file ISO hoặc tạo cái USB boot để cài Windows 7 rồi. Rồi, vậy là nó vừa tạo xong cái USB boot để cài đặt Windows 7. Bây giờ chúng ta tiến hành test. Thì để tiến hành test thì chúng ta lên mạng chúng ta tìm cái phần mềm này. Chúng ta nhớ là phần mềm này. Đó, và chúng ta bật cái phần mềm này lên, chúng ta test thử coi USB mình có boot được hay không. Đó, mình bật cái này lên. Rồi, lưu ý chúng ta sẽ chọn cái chế độ kiểu phân vùng. Thì ở đây chúng ta đang chọn cái kiểu phân vùng EFI ha, thì chúng ta sẽ chọn kiểu phân vùng này và chúng ta sẽ bấm vào chạy thử. Nếu mà nó chạy được thành công ha, nó sẽ vào, nó cũng giống như là boot để tiến hành cài Windows. Cái này không phải là thất bại nhé, chúng ta đang test ở đây là chúng ta đang test Windows. Đó, thì ở đây chúng ta thấy nó hiện ra cái như vậy, nghĩa là đang load Windows. Nếu chúng ta khi mà chúng ta boot cài Win thì nó hiện ra chế độ mà load các file Windows như vậy, thì chứng tỏ là chúng ta đã tạo được thành công cái USB boot. Ở đây đang tiến hành test thử thôi. Rồi, vậy là xin kết thúc cái video này ở đây. Thì trong quá trình test tạo một cái USB boot để cài Windows. À, chúng ta thấy ở đây nó bắt đầu Windows nó chạy lên rồi, và là đã cài thành công rồi. Chúng ta tạm thời chúng ta tắt cái này đi.